Hardy Won nói sai tiếng Việt, Trấn Thành bất ngờ tung clip bắn đứng khiến ai cũng choáng. Hardy Won và Trấn Thành được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí Việt, đồng hành từ đời tư đến công việc. Cặp vợ chồng ngôi sao thường xuyên chọc cười khán giả với những khoảnh khắc đấu tố bi hài. Sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc nhưng lại lập nghiệp tại Việt Nam, Hardy Won gặp không ít khó khăn khi giao tiếp bằng tiếng bản địa. Thế nhưng thay vì giúp đỡ bạn đời, Trấn Thành lại thường xuyên bóc mẻ bà xã phát âm sai tiếng Việt mỗi khi quay chung chương trình. Mới đây, giọng ca anh Cứ Đi Đi chia sẻ clip tổng hợp lại những lần bị ông xã Trấn Thành bán đứng. Đăng tải video có tựa đề, những lần Hardy Won nói sai bị Trấn Thành chửi lên chửi xuống, Hardy Won than vãn. Cái ông xìn này kỳ ghê, chồng người ta thì phải bảo vệ hình tượng cho vợ, bên vực cho vợ, mà chồng tôi chỉ suốt ngày canh lúc người ta sai để ra mặt thôi. Có người chồng như thế này phải xử lý sao đây cả nhà ơi. Clip bóc mẻ ngôn ngữ của Trấn Thành và Hardy Won đang được lan truyền trên mạng xã hội với vô số bình luận, chia sẻ hài hước từ người hâm mộ. Hello cuộc sống vợ chồng Trấn Thành Hardy Won sau 2 năm cưới nhau khiến ai cũng ngỡ ngàng. Hardy Won, Trấn Thành giờ vẫn là cặp vợ chồng son. Từ ngày lấy nhau, nữ ca sĩ Hàn gốc Việt ngày càng xinh đẹp, trẻ trung, thăng hạng nhan sắc hơn trước nhiều. Cặp đôi cũng đập tan những nghi vấn hoặc lấy nhau theo kịch bản khi xưa để chứng minh tình yêu thực sự theo cách riêng của bản thân. Chẳng phải bằng những lời ngôn tình mà chỉ với cách trêu chọc nhau thoải mái cũng đủ thấy được họ sống là chính mình khi ở bên nhau và tận hưởng cuộc sống một cách vui vẻ. Như Trấn Thành tâm sự trong một chương trình mới đây rằng, anh không hề áp lực khi bước vào cuộc sống hôn nhân với Hardy Won. Không chỉ song hành trong cuộc sống, cặp đôi còn cùng nhau xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình. Hardy Won còn tích cực lấn sang nghề MC vốn quen thuộc với ông xã. Sau 2 năm, cặp đôi vẫn chưa có đứa con đầu lòng. Hardy Won từng bị ung thư cổ tử cung, đã phẫu thuật và đang chờ để kiểm tra lại sức khỏe. Trấn Thành từng gây xúc động khi tâm sự rất lo lắng nếu bà xã mang thai khi chứng kiến cô lên cơn co giật. Anh cũng không đặt nặng vấn đề bà xã phải sinh con và vui vẻ chấp nhận việc sinh con nuôi nếu một trong hai người không thể có con. Nam danh hài cũng mong muốn tận hưởng thanh xuân cùng vợ lâu hơn một chút. Cuộc sống chẳng ai biết trước được điều gì, nhưng chí ít Trấn Thành đã làm được điều mà anh nói trong video đám cưới cách đây 2 năm trước. Anh không biết là tụi mình có thể yêu nhau được đến bao lâu, nhưng anh nghĩ rằng mỗi khi mình khó khăn nhất, mình cảm thấy gần buông tay nhau nhất, thì lúc đó hãy nghĩ lại khoảnh khắc hạnh phúc và đáng yêu nhất của buổi tối ngày hôm nay với sự chứng kiến của người thân yêu nhất của mình, để chúng ta có thể trưởng thành và nhường nhịn nhau, vị tha cho nhau, để có thể cùng nhau đi hết quãng đời còn lại của mình. Và không cần biết mọi người sẽ nghĩ em ra sao, chỉ cần biết anh yêu em rất nhiều. Anh không biết có thể làm được gì cho em, nhưng mà đây là điều anh muốn. Anh muốn kể từ hôm nay, Hardy Won sẽ là một người vợ hạnh phúc nhất. Mới đây, Hardy Won chia sẻ vợ chồng cô rất tâm đầu ý hợp, yêu thương bảo ban nhau, hạnh phúc với những gì đang có. Hardy Won gửi lời cảm ơn đến ông xã. Chia sẻ khoảnh khắc nhí nhố nhưng rất vui vẻ bên chồng, Hardy Won viết: đã cưới 2 năm, chúng tôi vẫn yêu nhau đến giờ, vẫn hợp về ăn uống và nói chuyện. Mình phải tự nhủ rằng, lấy người này là đúng, cảm ơn chồng. Trấn Thành và Hardy Won công khai tình yêu từ tháng 2 năm 2016, đến với nhau khi nữ ca sĩ gốc Hàn vừa trải qua mối tình dang dở gần một thập kỷ với rapper Tiến Đạt. Đồng thời, nam danh hài họ Huỳnh vướng nghi án trai công nên cặp đôi xìn ri chịu không ít điều tiếng. Vượt qua tất cả, Trấn Thành và Hardy Won đã nên duyên vợ chồng bằng đám cưới thế kỷ vào ngày 25 tháng 12 năm 2016. Vì sao Trấn Thành, Hardy Won từ cặp đôi không thể chấp nhận lại trở nên hot nhất làng giải trí Việt? Thời điểm hiện tại, Trấn Thành và Hardy Won chính là cặp đôi giàu ảnh hưởng bậc nhất showbiz Việt. Họ bỏ xa những cặp đôi còn lại về mọi mặt, từ sức hút, giá trị thương hiệu cho đến độ ăn khách trong lòng công chúng. Đây là điều mà cách đây ít năm không mấy người dám nghĩ. Thời mới đến với nhau, Trấn Thành, Hardy thậm chí còn là cặp đôi đáng ghét nhất nhì trong làng giải trí. Họ đã làm được cú ngược dòng kỳ lạ đó nhờ những lý do gì? Sự chân thành và tình yêu có thật. Lý do đơn giản nhất này lại là lý do quan trọng nhất khiến Trấn Thành, Hardy Won thoát hiểm. Họ dám chấp nhận đánh đổi, mạo hiểm, thiệt thòi để được yêu nhau. Đó là những gì đám đông nhận thấy theo thời gian. Những hành động mà Trấn Thành đã làm như đứng ra bảo vệ Hardy, tranh cãi với dư luận vì tình yêu của mình rốt cuộc lại là điểm cộng dành cho anh sau tất cả. Ngược lại, cách Hardy im lặng và bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối của mình với chồng trong những ồn ào nghiêm trọng cũng khiến người ta phải nhìn cô bằng một con mắt khác. Đám đông bị thuyết phục bởi cách cặp đôi này dám hy sinh để che chở cho nhau. Điều vốn không có quá nhiều trong làng giải trí. Trong showbiz, quá nhiều những đổi chác,
mưu lợi và bạc bẽo. Cách Harry trưởng thành lặng lẽ chịu thiệt thòi để ở bên nhau càng khiến khán giả có lý do để ưu ái họ hơn. Cuộc sống không cầu kỳ và diễn xuất. Một trong những lý do quan trọng khiến cặp đôi Harry trưởng thành được yêu mến và ủng hộ nhiệt tình chính là cuộc sống không hoa mỹ của họ. Nhờ vậy, cặp đôi này trở nên gần gũi, khác biệt và thú vị hơn nhiều so với những câu chuyện được tô hồng trên mặt báo. Thay vì dành cho nhau những lời có cánh, họ chọn cách bóc mẽ nhau trên sân khấu. Thay vì ngọt ngào nâng đỡ nhau trước đám đông, họ vô tư đấu khẩu, kèn cửa nhau không khoan nhượng. Thậm chí không ít lần, cặp vợ chồng lạ lùng này còn hồn nhiên lật tẩy nhau về đủ thứ. Đặc biệt nhất, tất cả mọi thứ đều diễn ra theo cách tự nhiên, ngộ nghĩnh nhất, khiến người xem luôn dễ dàng đồng cảm và nhận thấy sự chân thật ở bên trong. Giữa showbiz đầy rẫy những tô vẽ, sắp đặt, cách sống tự nhiên và gần gũi của cặp đôi Harry trưởng thành mặc nhiên sẽ trở thành của hiếm. Bên cạnh đó, việc thi thoảng xen lẫn những tình huống ngọt ngào, âu yếm vào trong mối quan hệ của họ cũng đủ làm khán giả phát cuồng. Khéo léo dẫn dắt được sự chú ý, tình cảm của người hâm mộ hướng về mình theo những cách giản dị và chân thật. Đó là lựa chọn chính xác của trưởng thành và Harry. Thay vì phải gồng mình sống theo cách đám đông mong muốn, họ đã thành công trong việc khiến đám đông yêu quý cuộc sống thật của mình. Họ có khả năng nâng đỡ lẫn nhau rất tuyệt vời. Đây cũng là lý do quan trọng dẫn đến thành công rực rỡ của cặp đôi trưởng thành Harry. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hai đã giúp họ phát triển nhanh chóng và đủ khả năng nâng đỡ lẫn nhau. Trong số hầu hết các cặp đôi nổi tiếng, sức nặng luôn chỉ nghiêng hẳn về phía một người. Thời điểm Harry mới lấy trưởng thành, cô cũng hoàn toàn lép vế và phần nào phải dựa vào danh tiếng ảnh hưởng của chồng. Nhưng chỉ ít lâu sau khi lấy chồng, Harry đã nhanh chóng vượt qua cái mắt bà xã trưởng thành. Cô liên tiếp thể hiện được mình trên nhiều lĩnh vực ca nhạc, MC và đạt được những thành công đáng nể. Không phải ngẫu nhiên mà hiện tại Harry vẫn thường xuyên xuất hiện hoặc hợp tác cùng những nghệ sĩ khác chứ không nhất thiết phải là ông xã. Cô đủ sức để trở thành đối tác của trưởng thành chứ không phải chỉ là người phụ thuộc của anh. Bởi nếu tính gộp cả lượng fan khổng lồ, sức hút cũng như khả năng ảnh hưởng của Harry lẫn trưởng thành, người ta sẽ thấy hiện ra cả một cổ thế lực đáng gờm trong làng giải trí. Đó không chỉ là hai ngôi sao hạng A mà còn là hai người đang yêu nhau, dám hy sinh và đã từng hy sinh rất nhiều thứ vì nhau. Họ là Trưởng Thành, Harry Won. Trưởng Thành lên tiếng tố Harry Won siết hết tiền bạc, đến một đồng cũng không cho, khiến ai cũng xót xa. Trưởng Thành từng chia sẻ trước khi lập gia đình, anh tiêu xài lãng phí, không biết cách tiết kiệm và sau khi kết hôn thì tiền bạc, tài khoản bị vợ siết chặt, ngày cấp cho 2 triệu đồng. Thế nhưng mới đây, trong chương trình Sao Hỏa Sao Kim, Trưởng Thành một lần nữa ngậm ngùi kể lại những bế tắc của mình. Với chủ đề vỡ mộng sau hôn nhân, các khách mời và MC chương trình được dịp kể xấu người yêu, vợ, chồng ngay trên sân khấu. Sau đó Trưởng Thành tự nhận, anh chính là một trong những nạn nhân vỡ mộng sau hôn nhân. Không phải là những lý do đón đưa hay tình cảm phai nhạt, nam MC lại rơi vào sự quản thúc chặt chẽ về tài chính từ người vợ của mình. Bản thân là một nghệ sĩ, trước khi kết hôn, Trấn Thành đã từng chi tiêu rất nhiều tiền mỗi ngày. Nhưng sau khi cưới Harry Won, một tay nữ ca sĩ kiểm soát hết những khoản tiền của chồng. Cay đắng ở chỗ, đôi khi Harry Won quên phát tiền mỗi ngày cho Trấn Thành. Anh kể lại một kỷ niệm đau thương, đó là ngày bà xã của mình quên cho tiền vào ví của anh. Cuộc taxi 160.000, nhưng anh không có tiền trả nên phải mượn một biên tập viên. Càng xấu hổ hơn cho Trấn Thành khi người taxi vỗ vai anh bảo, thôi Trấn Thành, anh tặng đó, bữa nào gặp thì trả. Trấn Thành cho biết mình từng tủi nhục không biết giấu mặt vào đâu khi không có 160.000 để trả tiền taxi. Có một lần tôi đi taxi, có 160.000. Sáng ngủ dậy, nó nói bỏ tiền vô bóp. Bữa đó ngủ quên nó không bỏ. Bỏ cái bóp ra có 18.000 hôm qua xài dư. 160.000 mà không có tiền trả. Trời ơi, không còn biết giấu mặt vào đâu. Tôi phải vô mượn một cô biên tập. Mà đó là lần thứ hai tôi gặp cô ấy. Tôi bảo em gái cho anh mượn 160.000 trả tiền taxi. Trời ạ, cái cảnh đó nó hèn hạ chưa bao giờ có trên đời. Mà ông taxi ổng nói như này mới thấy thương. Thôi Trấn Thành, thôi anh tặng đó, bữa nào gặp rồi trả. Tiếp theo lời đàn anh, Lâm Vĩ Dạ còn cho hay, nhiều lần Trấn Thành mượn tiền của mình, nhưng người trả tiền lại là Harry Won, kèm theo gương mặt không mấy vui vẻ. Tuy nhiên dù vỡ mộng, nhưng Trấn Thành cho biết anh vô cùng hãnh diện mỗi khi nghe Harry Won đi khoe với bạn bè rằng sau khi lấy chồng, cuộc sống của nữ ca sĩ sung sướng và hạnh phúc hơn trước rất nhiều. Trước đó, Trấn Thành từng chia sẻ với báo chí về chuyện tài chính khi kết hôn với Harry Won. Anh cho biết, lấy vợ xong tôi trở thành người vô sản. Trước khi lấy vợ, tôi là người không bao giờ biết kiểm soát chi tiêu, tôi xài tiền rất phung phí. Ra đường tôi không bao giờ biết mình có bao nhiêu tiền, cũng không biết mình đã xài bao nhiêu. Hồi xưa cái gì cũng tự do, bây giờ cái gì cũng phải hỏi ý kiến bà xã.